trò chơi dân gian ở bản Lũng Chùa. Đây đây đang. Mẹ đi. Pha cho. Thế nào ơi, ơi nhanh nào. Chưa được. Có vận động được tí nào không? Thank you.
sang đây. Quả thao ngã còn đây. Hết về và tắm được một lần rồi. Tối qua tắm một lần, bây giờ
con nghỉ đây, con được kia là nghỉ đây, không phải đi, không có lần nào hết, lần đều cũng không được kia đâu, nghỉ đây. Nghỉ đây, sao lần này là nghỉ nhá. Có anh cầm này ấy. Em là cái kia là cho thằng già nó bò trên cái nữa nay cho bò cho đi đứng cho đi bò thử xem nào. Xin mời các chị em phụ nữ rồi. Còn làm liều. Không ăn được đâu. Mẹ mình bây giờ mình cũng đi, mình sang mình. Mình kiếm về mình lại để vào đây cho nó nhiều lên. Bất cứ người nào từ đâu đến từ người già đến trẻ em ai cứ đôi 1,000 cả thôn nào cũng thế rồi, cứ vào đây. Không cứ cứ cả thôn nào cũng vậy, ai vào đó đến chúng ta thì cứ được tiền hết thôi. Mà anh xin mời hai em ở nhà vợ cũng anh thấy là lạ lên thì phải có tiền về mua cái vòng quần áo à? Vòng kiếm ra vòng quần áo chứ không thì lấy đâu ra vòng quần áo? Không biết lấy đâu tiền mà là quần áo. Đúng rồi. Hey, tôi. Ôi. Vào mày các trang phục nữa. Hết pin. Hết pin đâu. Đi lên loại pin cái gì nữa. Thay bình mới. Lên đi. Hết mà trưởng bản đi ạ. Giang anh em cảnh thì con lên. Đều ở chỗ cũ đấy. Những bước chân chảy dài trên cây nứa. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên, sắp đến đích rồi, cố lên, cố lên.
ban tổ chức trao giải. Nào con chị em nào. Bỏ chân đằng sau ra. Này này. Không giữ, không giữ. Không giữ đằng sau. Kiệt bôi bùn rồi kìa. Kiệt bôi bùn rồi. Trò chơi chỉ có buổi sáng ngày hôm nay thôi. Hey! Bình tĩnh!
liên tục, mặt pan liên tục đấy. Này gấu nha, một đợt nhỏm gấu cắn à. Vào. Ôi buồn giặc ấy. Muốn làn à? Bóng dưới đằng sau. Bỏ chân đằng sau ra. Không giữ đâu, phải giữ chặt đích ở đấy rồi. Cố lên. Lần. Vui chứ, chủ yếu là đoạn ngọn này mới nên ăn, nhưng mà còn vui tiếp đấy, biết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.